Trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam đang từng bước hội nhập và phát triển, trường phổ thông quốc tế Wellspring đã ra đời. Tên gọi Wellspring với nghĩa là nguồn mạch, gửi gắm mong ước về một môi trường giáo dục tràn đầy năng lượng, tràn đầy khát vọng và niềm tin vào sự phát triển của thế hệ tương lai. Tọa lạc tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, cách Hồ Gươm chỉ 3,5 km. 8 hecta cho 3 cấp học là một diện tích lý tưởng để tạo nên một không gian học tập tốt cho trẻ. Tính đến thời điểm này, Wellspring là ngôi trường theo tiêu chuẩn quốc tế có quy mô nhất tại Hà Nội. Sứ mệnh của trường là nhằm đào tạo ra những thế hệ trẻ hiểu biết, độc lập, tự tin, có khả năng tư duy, sống hữu ích, tràn đầy nhiệt huyết, yêu đời và hạnh phúc. Tâm niệm của những người thầy, người cô trường Wellspring là biến ngôi trường trở thành ngôi nhà thứ hai, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày khám phá bao điều bổ ích và lý thú của học sinh. Hệ thống phòng học rộng rãi, phương tiện dạy học hiện đại, bàn ghế linh hoạt, thích hợp cho nhiều hình thức tổ chức học tập khác nhau. Đó là những điều kiện để nhà trường triển khai các phương pháp dạy học tích cực, nâng cao tính chủ động trong học tập của học sinh. Chương trình đào tạo của Wellspring giúp trẻ phát triển toàn diện cả 3 khía cạnh: tri thức trí tuệ, cảm xúc năng lượng, nhân cách tâm hồn. Sự tích hợp khoa học của 3 chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, chương trình quốc tế bổ trợ theo chuẩn Cambridge International Examination sẽ trang bị cho học sinh một vốn tri thức toàn diện theo kịp xu thế phát triển của thế giới. Bởi vậy, học sinh Wellspring sẽ được đảm bảo về một tương lai học vấn với nhiều sự lựa chọn khác nhau ở cả trong và ngoài nước. Để hỗ trợ việc dạy học thực hành và triển khai các chương trình ngoại khóa, chương trình nhân văn nghệ thuật, nhà trường xây dựng các phòng học chức năng như phòng vi tính, phòng thí nghiệm, phòng mỹ thuật. Đến với Wellspring, các em sẽ được học tập, vui chơi trong những không gian hiện đại và tràn đầy cảm hứng. Một thế mạnh nữa của Wellspring là hệ thống thư viện với hàng nghìn đầu sách tiếng Việt và tiếng Anh cùng các học liệu điện tử quốc tế, giúp các em phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Mong muốn các em có một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, trường đã xây dựng chương trình thể thao dựa trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại và ưu việt. Khu thể thao đa năng với sân bóng đá cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn FIFA, bể bơi nước nóng trong nhà, tường leo núi nhân tạo sẽ đem lại cho học sinh Wellspring những phút giây sảng khoái sau những giờ học miệt mài. Kết thúc một ngày học tập, những chuyến xe lại đồng hành cùng các em trở về nhà, mang trong mình khát vọng học tập lớn lao. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chào mừng các em và quý vị phụ huynh đến với Wellspring, ngôi trường thắp sáng niềm say mê cuộc sống.